Hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Simi. Hôm nay chúng ta chơi Minecraft Survival. Thì cũng lâu rồi mình chưa làm video. Rất là xin lỗi vì là mình đã chơi một thời gian khá lâu. Nhưng mà hôm nay là tập rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ chơi Respawn. Ok, mọi người xem đây. Oh my god, mình mới tạo một cái Respawn rất là đẹp. Stud plan. Chúng ta thử xem. Oh my god. What is this? Oh no. Oh, thì đây là respawn đây của cái lên respawn cái nhờ. Cái mà gì nhờ? Oh my god, gì đây? Cà rốt à? Mình ăn kem. Thì đây là respawn của cái video hướng dẫn cách làm cái kia đó. Oh my god, đẹp thế. Đẹp thế, đây là cà rốt, khoai tây. Oh my god. Oh my god. So very beautiful nhé. Oh my god, dễ thương thế. Cái này còn dễ thương cái hồi mình land. Oh my god, mình không biết cái nào với cái nào. Có thang không? Oh what? Thang là cái này nhìn như sô-cô-la. Sô-cô-la chính hãng. Đó, chúng ta sẽ chia 1/3 ra. Ôi đẹp thế. Oh my god. À mà khoan đã, mình oh my god, bộ áo thần thánh của mình. Wow, mọi thứ đẹp thế. Nhìn. Oh my god, dễ thương thế. Mình sẽ để cái lên có cái này ở dưới. Oh my god, dễ thương thế. Oh my god. My god, đẹp thế. Đẹp không tưởng tượng. Dễ thương. Đây là cà rốt, đây là mầm cây. Kẹo. Khoai tây bỏ lò. Đá đỏ. What the hit. Cái này giống ngoài đời thật thế. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft có respawn đàng hoàng nha. Oh my god, kẹo kìa. Bánh kìa, đẹp thế. Ok, chúng ta xem chú lừa của chúng ta. Mình có một. Oh my god. Đây thùng rác à. Nước dung dịch màu vàng à? Ừ, kinh quá. Oh my god, thì hôm nay chúng ta sẽ. Mày chả khác gì nhưng mà mày cũng đẹp. Hello Lizzy. Mày không nên là trèo lên miếu như vậy. Hôm nay ta có respawn rồi vậy. Oh my god, what is it? Đẹp thế. Hello, got heavy. Oh, chơi mà lắp kiểu này mới sướng nhá. Oh my god, bánh kẹo kìa. Xin lỗi. Nhưng mà đẹp thật á, mình nói thật. Oh my god. Mình chả biết cái nào là mầm cây, cái nào là hạt giống này. Oh my god, cái này lung linh vãi. Thật. Mình sẽ để cái link ở dưới nếu các bạn muốn. Mà mình nghĩ mọi người nên chơi Minecraft để respawn hơn. Vì nó có cái này là cà rốt nhìn như củ cải tím. Chả khác gì củ cải tím luôn á, mình nói thật. Chín rồi. Mình không biết cái nào chín rồi, cái nào chưa chín nữa. Mà chắc cái nào cao á. Ok, cái này chưa chín. Nhưng mà nhìn cái này cũng đẹp thật á. Chín rồi. Oh my god. Chưa chín. Ok. Oh my god, mọi thứ đẹp thế. Ok, thì chúng ta sẽ chơi. Oh my god, nhìn mình dễ thương như này. Mình là kẹo bông. Ok, này. Ô, kẹo này. Cái nào cũng là kẹo. Chắc map cái này hàng gì là test to bắt candy. Candy khoai tây này. What? Chắc là nghe nhầm. Ok. Khoai tây bỏ lò, chúng ta sẽ ăn một nữa. Khoai tây bỏ lò. Tết. Chúng ta làm thêm bánh mì cho nó đủ hợp vị. Mình không biết cái nào là bánh mì nhá. Lúa mì. Bánh bông lan. Oh my god. Ok, đảm nhận. Ôi, nhìn dễ thương thế. Yêu thế, chưa lại. Ok, ta sẽ chơi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft một cách rất là đặc biệt. Oh, dễ thương thế. Mình dễ thương thế. Mình im mà nói cái bộ giáp của con này dễ thương vãi. Ok, chúng ta sẽ. Cái này cái kiếm. Thủy tinh nè.
Cái hôm nay chúng ta, ồ chúng ta có thịt này, nhưng mà nên cắt bớt. Oh my god, mình nghĩ cái này rất là đáng yêu, rất là đáng yêu. Gậy à, bộ xương, mũi tên, hàng rào, bí ngô, hạt giống. À cái pumpkin pie này thì mình kiếm ở sau nhà đầy luôn á. Thật. Cái hôm nay chúng ta sẽ làm cửa sổ. Ok, chúng ta sẽ đào đây. Oh my god, cái này lung linh vãi, ảo diệu vô. Thì lâu mình chưa làm video, rất là xin lỗi mọi người vì cái tình trạng làm lâu chưa làm video. Hay là mình cũng đang bận mà, đúng không? Cái này cầu mong nhiều người like. Oh my god, cái này cơ lại cơ mà. Chúng ta sẽ, thì mình sẽ chơi Minecraft thiết kế nhiều thứ lắm. Ok, thì, à đây còn cần một cái sửa cửa sổ này. Mình nghĩ vậy. Đây là gỗ hồng à. Ừ, giống rồi. Còn đây là mình nhớ không nhầm á, đây là gỗ bình thường. Còn cái kia là cái nào cũng là candy hết. Oh my god. Cái này chị mình thích lắm nhá. Ok. We like candy. Na 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 na. Oh my god. Kinh everywhere. Đẹp thế. Đẹp không tưởng tượng nổi. Chúng ta sẽ trang trí mọi thứ rất là đẹp như có kính. Phòng mình phải có kính để mình muốn nhìn mọi cảnh vật cái vừa đủ, quá ngon. Ok, chúng ta sẽ chơi tiếp, muốn tham quan mọi thứ. Oh my god, kẹo nè. À, kẹo cái bông thuyền thoại của năm đây. Cái gì? Ok, đẹp thế. Và đây là lần đầu tiên. Cái này giống như móp á. Thì mình, à đây là gỗ. Mình thấy thu lại gỗ. Ok. Tin 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 tin. Win on the pizza la la la. Oh yeah baby. Chúng ta sẽ đi thăm mọi thứ xung quanh. Oh my god, khảo. Đây nước gì đây? Oh my god, nhìn như nước. Nước Sprite à? Hello, ghi. Oh my god, mặt trời kìa. Cục kẹo. Sao hay á, hôm nay mình sẽ đi phiêu lưu tí. Cái gì cũng là màu hồng. Wow, sắc, wow. What, cái miệng mình có gì á. Trời, cái đầu mũ nó kéo xuống đây luôn. Kệ, đi tham quan tí. Thì respawn này mình cũng có lâu rồi. Nhưng mà bây giờ nó cải tiến hơn một tí nữa. Chắc là respawn nào nó cũng lên đời đó. Khoai tây bỏ lò. Thế nào, bình thường mà. Ok, thì đây là mình. Cái nào cũng đẹp kìa. Wood. Witch. Ông đừng tưởng tôi không biết nhé. Ông cầm cái lon coca làm gì? Ông làm gì? Tôi biết ông mà. Tôi biết ông mà. Ông đừng tưởng ông cầm cái lon coca cho tôi nha. Ào, ngu thế, ngu thế, ngu thế, ngu thế, ngu thế. Cho mình đi đây. Ở đường, oh thank you very much. Mình đang cần đường. Cái chỗ này cũng thằng mía, mía xây. À, đau vãi. Đau, 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 đau. Nó biết mình đau không nhỉ? Cái tối nay đi chơi. I wanna eat you a baby. Oh yeah. Oh my god. Nhìn cái này. What the hit at? What is it? Wow. Ngu rồi, 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 ngu rồi. Chỉ có đứa mình. Oh my god, mình nhìn vào mắt Enderman. Ngu vãi. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi mà. Mấy anh. Em chỉ nhìn mặt mấy anh thôi mà. What? What? He's a zombie. Oh my god. Em chỉ nhìn mặt mấy anh thôi mà. Mấy anh khó chịu thế. Em đi ngủ phát. My god. Ngu vãi. Tự nhiên đi nhìn vào mắt con Enderman làm gì nữa. Đây là lần ngủ thứ hai á. Lưu ý cho những bạn cài Optifine không nên nhìn mắt Enderman khi lúc bạn cài Optifine. Cài respawn. Ok. Mình quay chín trúc à. Oh my god. Ok, chúng ta sẽ đi chơi tiếp. Cái này nhìn đẹp quá.
ta quyết định ta sang mọi người ăn người cái cho xe hai coi như cái này cũng giống như bánh kẹo ta cũng sẽ lấy người ăn em ơi cho nó sẽ ăn bánh ngon thế trở lại sorry ổn đồ ok chúng ta sẽ thay bánh kẹo của nó thế này hôm đó mình lấy cái này với cái này à đúng không cái này oh my god thì ngon thế itadakimasu ok chúng ta sẽ ô chanh này nghĩ chanh này vác nhà đẹp nhất á đây à sao thế quách chanh là có điệu cha 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 wow đốp nhưng mà mình nghĩ lúc tháo caspat nó không đẹp đâu oh it's so cute maybe is here ok nice một cái bánh nhìn nhau ok chúng ta nên đi chơi tí ok I gonna eat you a baby oh yeah it's ice cream đây là kem chuối à bơ mì who you want it who you want it who you want it who you want it ok ok ăn túc ổn thế và cái kéo tỉa cắt cắt who you want it cắt cắt hi hi thế mình xem quất cửa đâu hay chưa kìa no use door land sorry nhưng mà tao phải lấy mày nè nè sorry nhắn thêm mà cái gì đâu quá cái đó đâu no combat no lazy no no cái đuốc đâu cái gậy my god mày rất là hư nhá vì vậy ta sẽ thịt mày mày quá hư người ta nói rồi mà ở trong đó vài giây người ta đi ra liền ok vì hai đứa mày đang thiếu người ta sẽ cho bên tụi mày ăn cái này giống như kẹo á mày cũng hạt giống không mình cần kem đó free nha ta đây gì thuốc rửa những cái này chả giống cái này là bánh nè cái những cái ribbon này cũng khá là được khá là đẹp khá là dễ thương dành cho mấy bạn thích chắc cái này dành cho mấy bạn nữ thôi như này cũng wow phong phú thế đây là gỗ bạch dương còn đây là gỗ cái này trông đẹp thế nhỉ cái này giống như con mèo giống thân của con mèo thế tập này khá là đặc biệt chắc là do respawn này nó làm nổi bật thế nhỉ đây là cái hồ nước ok thì mình đã chỉ up một thời gian khá là lâu rất là sorry còn đây là cái hàng không biết xuống dưới này nó rụng nó đẹp đã nó đẹp cỡ nào bánh ngon thế các bạn thấy ngon mình thấy ngon quá sau video này mình sẽ ăn bánh kẹo oh my god hàng bánh kẹo luôn cái này là đường oh my god cái này đẹp thế nhưng mà mình cũng chưa biết rõ ước gì mình có cái bánh như thế này ngon thế sau khi xem video này mình sẽ trở thành reception ok em im hôm nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ cho nó hôm nay chúng ta sẽ làm cái trang trại à ok we need to find a restaurant gỗ bạch dương ôi trời ơi nhìn cái áo da mình thích dã man ok chúng ta sẽ lấy gỗ bạch dương
có thể là chúng ta sẽ làm cái trang trại tháo ra, nhưng mà FPS mình cũng chả tuột vì mình đã có cả Optifine nên nó chả tuột mấy. Ok thì như thông báo thì mình sắp thi rồi nên thì chắc là mọi người thi xong hết rồi trừ mình thôi, nhưng mà do mình thi chậm hơn cái mấy các bạn nên là trường mình là vậy. Cái thì sau mình thi xong thì mình sẽ chơi game kinh dị RPG, có thể là ghép phân cảm, có thể thôi thì may mình sida lắm ghép phân cảm được cũng thắng rồi thật. Ok thì chúng ta sẽ làm một cái farm dành cho mấy lũ yêu quái. Quay ra hai cần còn chứ cái gì nữa, còn đây là kẹo. Nhưng mà nhìn cái này phong phú thật á, nhưng mà respawn thì nó có nhiều dạng lắm, mình nói thật có respawn của 1.7.8 nữa cơ. What nhìn mặt mày đẹp mà. Respawn thì nó có chia nhiều loại lắm, respawn của mấy phiên bản mới nhất thì nó cũng đẹp lắm, nó đẹp hơn cả mấy cái này cơ, nhưng mà mình thích, mình thấy cái này nó dễ thương á. Ok mình đã đào một đống cái này rồi, mình sẽ đào một đống khác nữa. Ok chúng ta sẽ cần gỗ này à, mình xem nào. Ờ gỗ sồi, ok gỗ sồi. Đây là một cái trang trại dành cho hết trang trại của cây cối, bây giờ đến trang trại của động vật thôi. Yeah tôn respawn này thì nó làm cho mà như mình mình có cái kiểu lặp lại hoài thế nhỉ. Tên 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 piu 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 I wish so miss the door and I wish so be the door. Tên 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 skeleton. Ok chúng ta sẽ làm nông trại cái tụi mày ở đâu nhỉ. Ok chúng ta mình kiếm thêm đất đây, xẻng thần thánh. Xẻng này có vào được tượng nó đào ít nhá, nó đào ghê lắm nhá. Nhầm. Ok ăn một ít khoai tây nào. Bom 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 bom. Ôi gà, mọi người đợi tí nhá. Đào thôi. Oh my god, sô cô la nhiều quá. Quá nhiều. Cái gì có xịn kim cương nó đào phát nhanh. Nhưng mà đất thì nhiều rồi, cũng chả sợ. Ok. Chúng ta có 2 stack đất. Ok, đi tiếp thôi. Yeah. Để làm cho nó đẹp lại như cũ thì chúng ta sẽ lắp bên ngoài. Trời ơi. Chả khác gì cũ. Quá đẹp. What? Oh, so happy. Mình tưởng mấy tên này nó nhìn mặt mình hi. Ok, he's so very happy. He's so very happy. La 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 la. He's so very happy. Do you want it? You nghĩ mình không nên hát nữa, kinh quá. Đã dốt tiếng Anh rồi còn đòi hát. Ok, chúng ta sẽ làm cái nông trại nó đầy. Cũng chả biết rõ nữa. Rồi sẽ tính làm bên này nhỉ. Bên này nó rộng hơn. Ui, ấp lại biến có sắp 20 phút rồi. Ok chúng ta nên làm cái gì nhỉ, chúng ta sẽ làm một today is trang trại. Mình phải làm sao cho nó bố trí nó hợp lý tí gì nhỉ. Ok cứ định đây là trang trại à, không sau này đi. Đổi ý quá nhanh. Ok mình cũng chả biết nhìn rõ nữa vì mình đã cài step to bắt vào á, mình không biết rõ cái nào với cái nào nhá. Trang trại thì chắc để đây.
We need a bucket. It is a bucket. Cha-la-la-la. It's you, baby. Oh yeah. Trời sắp tối rồi, vì vậy chúng ta phải... Còn nào. Ok, bình thường. Nó nên đi ngủ. Cho nó sáng sủa. Hello. Hello. Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục every part tiếp theo. Nếu mọi người muốn mình tiếp tục hay là không, mình nghĩ là một tập là mình sẽ sử dụng cái này thôi. À, chúng ta cần bucket. Nhưng mà mình không biết cái xác nó hình gì nhỉ. Chẳng lẽ là kiếm xác bộ xương. Ui. Wow. Bóng tuyết. Cái này giống như bento nhỉ. Water. Không thể chấp nhận được là sao ở đây không có một cái bàn enchant nhỉ. Ok, đây. Hộp nhạc thần thoại. Đấy. Đó, có một cái bàn enchant thì đâu không. Ok, một cái số vàng. Hoặc là nó bằng sô-cô-la. Chúng ta sẽ đi mốc sao mình gọi đi mốc nhỉ. Chắc do mình sẽ xin hello. Như cái này như kẹo gì á. Cái này cũng đẹp phết chứ đùa. Mình lấy bắt kịp làm gì. À đúng rồi, làm cho cỏ nó dẹp bớt đi chứ nhiều quá. Hello. Oh no. No 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 no. Kẹo nó văng hết kìa. Cái này giống kẹo quá. Nhìn thấy ngon quá. No 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 no. We are the vanilla. Ok, dẹp loạn đống cỏ đi đi thì tốt. Pam 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 pam. We need to fire farm. Let's do it. Bop. Oh, nhiều thế. Nói xem nào. Bên ngang. Ok, bên ngang bên này. Ok. Wow. Wow, 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 I can see you. What, what? Oh, it's so fine, so cute. Oh my god, mấy từ này nó... Hình như đây là thành phố hạnh phúc hay sao. You're so very happy. Ôi, chói mắt quá. Chói mắt quá. Oh my god. Chói quá. Chói thật á. Cái farm động vật thì nó phải rộng kênh. Chắc... Rộng quá. Mình rộng vừa phải thôi. Farm động vật thì nó cũng phải rộng, nhưng mà nó vẫn rộng vừa phải thôi, chứ rộng nhiều quá nó cũng không tốt. Skip đoạn này đi thôi.